trao quà cho hộ nghèo trong thôn Khí Lý, xã Thái Phìn Tủng. Mì tôm. Cái này có cần lấy cái này không anh? Cái này số liệu nấy cửa hàng nó đưa cho. Cái này chắc của ấy chứ không thì thôi. Đấy. Đây đã có con này á? Có rồi. Đây á? Ừ. Úi dồi, bao nhiêu tuổi rồi? Em bao nhiêu tuổi rồi? 17. Hả? 17 tuổi, đã hai con rồi. Hai con rồi. Úi dồi ôi. 18 tuổi đã bú con rồi. Ôi ôi, máu chiến nhờ. Thế ở nhà nuôi con hả? Đây là nhà văn hóa điểm trường. Thôn Khí Lý, xã Thái Phìn Tủng, giáp địa phận xã Ma Lé.